afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ đi rank với chị đồ cổ với một cái sự giảm sức mạnh kinh khủng, đúng không? Kinh khủng ở đây là khi mà Hunter bị đánh, thay vì nếu mà trúng tường bị khóa thì vẫn giữ như bình thường. Còn nếu như mà đánh trúng nhưng mà không có bị làm choáng ấy, thì sẽ giảm tốc độ từ 25 xuống 15. Đồng thời là cái phần làm choáng sẽ bị giảm từ 1,2 xuống còn 1 giây. Nghe 1,2 xuống 1 giây thì kiểu nó cũng chả có xi nhê gì, nó kiểu nó có một tí tí về cái khay khắc thôi, nhưng mà giảm là giảm, đúng không? Nghe thì nó không choáng là bao lâu, nhưng mà 1 giây cũng đủ cho mọi người làm được rất là nhiều thứ rồi. Rồi, nhưng mà chung quy lại là bà thím này vẫn mạnh nha. Nhưng mà mạnh theo kiểu là đi solo, đi theo một cách gọi là K-Hunter độc lập, độc thân, không có cái sự hỗ trợ gì của đồng đội xung quanh. Càng nhiều người xung quanh là cái hồi đòn đánh cũng như là hồi choáng của nó rất là nhanh. Vậy cho nên là mình nên cân nhắc nên có nên bảo kê chị 11 hay không. Thì khi nào mà cần thì bả lên tiếng, còn không thì thôi. Chứ đừng có sân si gần bả trong lúc bả cai thì thật sự rất là thiệt thòi. Trời ơi, gặp nguyên cái máy lạnh. Phải chi có điều kiện có con Itawa thì chắc cũng nuôi ấy. Dạo này nóng quá mọi người ạ. Cứ tầm 2 giờ chiều là giống như một cái địa ngục hỏa diệm sơn vậy đấy. Dã man, nóng kinh khủng luôn. Không thể nào tưởng tượng nổi. Hôm nay thì mình sẽ ngựa chúa, mình mang nhánh 39 để đi chơi nha mọi người. Chứ bình thường mình mang nhánh 6. Mà làm ơn, ở nhánh 9 thì cho em đi sửa máy giống như là những người khác giùm. Nhưng mà trận này cũng đi sửa máy rất là ngon rồi đấy. Chứ bình thường mà cầm nhánh 6 đi là ôi, không hiểu nổi. Là toàn bị cay đầu thôi. Lúc nào mà bị cay đầu là lúc đó rất là tổn thương, đau đớn về thể xác và tinh thần. Rồi, lính khuê một cú với lại hai hit là ok rồi. Rồi, để coi mẹ có cứu được thì mẹ sẽ cứu con trai nha. Sách đâu xa xôi vậy? Quạt một phát văng ra ngoài biển đông nha mày. Biến liền. Rồi ngon rồi nha, cứu hết tình hết nghĩa. Cứu theo kiểu rất là chân tình luôn rồi đó. Không chân tình lắm. Tẹt rô như thường. Tao quạt của... Quên, anh ơi. Tha chú em đi ăn. Ôi, không được rồi, buồn ghê. Quả đấy mình sợ mình phải đập ván trước, không là tàn đời luôn á. Nhưng mà không sao, được 3 máy là ok rồi. Cái gì bung lụa ra vậy? Rồi để mẹ cứu nè. Đừng có để mẹ nóng nha, không phải là mẹ quạt một phát là văng ra ngoài biển đông nghe chưa. Úi giời ơi, sao ông kìa. Đứng ngơ ngác luôn á. Không hiểu. Thôi bé đi sửa máy đây. Cuộc vui lúc nào cũng sẽ có lúc tàn. Cuộc vui rồi cũng sẽ có những cái lúc mà gọi là không còn thú vị nữa. Cho nên là mình phải biết thân biết phận, biết điều đi sửa máy. Gì vậy? Mẹ quạt một cái nè. Hai nè. Vừa đầu vừa lòng. Khi mà quạt cái con Hunter như thế thì sẽ có một cái nội tại hiện số lên, nó cooldown xuống. Và khi mà cooldown như thế thì các bạn sẽ biết được là con Hunter nó đang bị khóa đòn đánh trong vòng bao nhiêu giây. Ủa sao mà vẫn bị nó bắt vậy trời. Hai ông bà chắc đè nhau hiu ở cái máy quá. Đâu rồi? Rồi. Kinh khủng. Trời ơi. Mình câu rất là nhiều thời gian luôn mà hai cái ông lính, ông tiên tri đấy là ông chả thoát được luôn. Trời ơi, sao mà còn gục cùng nhau nữa chứ.
coi mình cứu được nữa mình cứu tiếp này. Nó về không? Có. 1, 2, 3, 4. Rồi chạy đi. Ơ, anh ơi, tha chứ em lần này với anh. Máy nổ chưa vậy mọi người? Ôi, rào cửa sổ nữa. Con đi tha qua gì mà cắm mắt rào cửa sổ vậy trời. Anh ơi, anh ơi, tha cho em đi anh. Nổ đi. Nó thoát đi. Chị đã cố hết sức cứu ghế cover. Sửa được đúng cái máy thôi đó. Anh ơi, cái hầm đâu vậy quý vị? Cổng mở rồi nhưng mà mẹ không có thoát được. Khổ vậy chứ. Úi giời, úi giời, úi giời ơi. Úi, trời 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 trời. Má, đúng là tay không. Cái hầm đâu á? Hầm không có ở đây rồi. Mất dấu, mất dấu, mất dấu, mất dấu. Cái hầm đâu trời ơi? Mình nghĩ khả năng cao nó đang... Ôi, quỷ tới. Không biết ở đâu ta. Hầm có ở đây không? Không có ở đây, vậy là hầm bên cổng nhà nhỏ rồi. Nó xa xôi ghê vậy trời. Ui dồi ôi, cút đi. Ui giời, con tiện tì. Ôi, không còn một cái ván nào luôn. Tiên tri nó cai bên này đầu game. Ý, nhảy được hầm nè. Ui giời ơi, thắng rồi. Ui giời ơi. Ui, đau tim ghê luôn đó mọi người ơi. Cai mà. Để nghỉ chút đã chứ. Nín thở luôn á. Đợi 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 tôi tí. Rồi mới quay trở lại trận đấu thứ hai ở Map Covid Ánh Trăng. Ôi nói thật sự là kiểu nhiều khi mình cũng không chả tin được mình, kiểu mình làm được những cái điều phi thường. Cái mắt đỏ từ bên tường đổ một mà lôi sang túp bên cổng nhà nhỏ. Cơ bản là cái bạn Itawa này một phần là sợ ván, cho nên là khi mà nhây ở khu vực xung quanh ván ấy thì có vẻ là bạn ấy hơi rén. Bởi vậy cho nên là cũng may mắn một phần đó là thoát được. Gặp con sáp vậy trời. Búp con sáp giùm. Mặc dù là chị đồ cổ bị nớp, nhưng mà mình thấy cái việc nớp như thế cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Vẫn còn mạnh. Nó chỉ giảm tốc độ chạy của Hunter khi mà bị đánh trúng. Thứ hai nữa là giảm cái thời gian hồi choáng 0,2 giây thôi, không có nhiều lắm. 0,2 giây mọi người thấy kiểu nó nhỏ nhỏ xíu luôn á. Nhỏ không thể nhỏ tưởng tượng nổi là cái thời gian nó nhỏ như thế nào luôn. Không xin nghe đúng không? Còn về cái khoảng thời gian làm choáng thì cứ cộng dồn vô. 1 gậy thì 4 giây, 2 gậy thì 8 giây và 3 gậy thì là 12 giây. Đó. Mà lâu lâu đập một cái thôi, chứ đập nhiều quá thì đôi khi cũng hơi bị hao hụt về cái năng lượng. Không hay, thật sự không hay. Đợt này ra cha nữ phóng viên. Đi đâu cũng phóng viên, người người phóng viên, nhà nhà phóng viên. Ở Journalist cái gì đó. Chơi Hunter cũng phóng viên. Hôm qua chơi một trận 4 phóng viên đánh với con rối mỏi tay luôn á. Đánh con rối mà muốn xỉu lên xỉu xuống. Một trận như thế là có 3 con rối. Cộng với một con rối cứu ghế là 4. Mà mọi người tưởng tượng 14 con phóng viên nó thả một lúc. Một nồi con cứu rối ra thì mọi người tưởng tượng xem mọi người đánh biết bao nhiêu hit. Sao mà ác độc với mẹ quá vậy.
đi qua cứu em yêu. Con sáp chơi map này là đúng bài luôn á. Vừa mạnh, bắn sáp dễ trúng. Thứ hai nữa là nó cũng chẳng có sợ stun nữa cơ. Mình cũng dám lấy cây ghè vô háng nó nữa. Ủa bắn chi vậy? Cái gì vậy trời? Ông bị hâm hạ cá bồi. Trời ơi, cứu thì cứu tay đi còn móc nữa. Ồ, mà móc ai móc móc tui nữa chứ. Mà may sao là cứu vẫn kịp á. Mẹ khổ quá. May là cứu kịp Long chứ không thì tàn đời. Sao xách con nhỏ đi ra ngoài vậy trời. Ô kìa, không đảo cam luôn thì làm sao mà chơi. Mình không dám lấy cây quật nó nữa cơ. Nếu mà lấy cây đây, vô luôn. Vô. Nhưng mà không có stun được nhiều. Có hai người ở đây, ba người luôn đấy chứ có ít đâu. Đâm ra là Úi dồi. Ngộ thôi. Đi qua vòng luôn. Bởi mọi người thấy ấy, khi mà đồ cổ mà gặp rất là nhiều đồng đội xung quanh thì rất là yếu. Vậy cho nên là không có khóa được đòn đánh cũng như là cũng không có làm được một cái gì luôn. Kiểu gõ cho vui xong rồi dính sáp thêm thôi à. Nhất là gặp cái con sáp này nữa. Rồi mấy người vui vẻ bên nhau cũng chọn đời suốt kiếp nha. Mình đi sửa máy đây. À hồi nãy mình ăn sữa chua. Nó công trình 11 giờ đêm, 11 giờ đêm làm. Gần 12 giờ mới xong được ở đâu là 14 bịch hay sao á. Mà sao mình để ngăn đá nó không có đông mọi người ạ. Kỳ cục. Nhưng mà mình thích ăn kiểu nó nước nước lòng lòng thì kiểu cắn cái bịch ra mình mút thì nó sẽ kiểu dễ ăn hơn. Chứ đừng có đông đá quá đâm ra thì cũng lười ăn. Vị chua chua, ngọt ngọt, vừa vừa, không ngọt quá giống như là mấy cái sữa chua hũ. Nhưng mà vẫn muốn chua hơn thì chắc là phải để 1 giờ làm, khoảng 1 giờ trưa làm thì 1 giờ đêm mình mới gỡ ra. Nhưng mà mình thấy đêm quá, 11 rưỡi mình đã gỡ ra rồi. Mình không có ổ nữa, không có đủ thời gian nên nó cũng không có được chua nhiều. Bởi cho nên là mọi người làm gì thì cũng cần phải chuẩn xác thời gian. Như mình đây thì mình có hơi... Mình sợ tối làm ngồi có mình sợ ma. Ủa? Sự cao bồi đi sửa máy hả? Để mình đi cover. Mình còn một gậy. Hai người đang ở đây cho nên là có cái nội tại. Ủa không đi sửa máy hả? Ui dồi, không có ai đi sửa máy luôn. Ui thôi. Thôi để mình đi sửa máy. Sao mà máy bên kia một đống luôn không sửa. Ui dồi, thôi. Mấy ông mấy bà tập trung ra đây bú xong nó bắt đầu máy không kịp. Rồi thua. Hồi trưa nay mình đi rank để làm clip nữ vũ công. Thì có một bạn bartender gặp bạn Hề cai được 4 máy. Rất là hay. Cai 4 máy luôn, đến khi mà prime máy là cả 4 người đều sống sót. Mà trong lúc đó là bartender còn một lần lên ghế nữa là bay. Thì bỗng nhiên trên trời gửi xuống một anh tên là Đào Vàng. Thì thôi mở cổng rồi thì ba đứa thoát đi cho bartender ngồi ghế bay luôn là cũng thắng rồi không. Chê. Chạy ra cầm 500 chọi. Mà chưa kịp chọi nữa. Làm một phát hòa luôn. Trời ơi. Mình không có cai trận đấy nhưng mà mình cảm giác rất là tiếc công của người ta chơi. Người ta cai được 4 máy nhưng mà ra xong bắt đầu quăng 500 rồi làm đủ trò rồi, ý như với con hề trong một cái đạp xiếc. Thế là đâm ra là thua một trận rank. Thực ra thì rank đối với mình đi mình lấy cầu thôi nhưng mà mình rất là muốn hòa hoặc là thắng. Thì trận đấy vẫn hòa nhưng mà mình kiểu rất là tiếc công của những cái bạn mà họ cai 4 máy chứ nó ít đâu mọi người. Mà trong khi một con bartender mà cai con hề nha, không hề dễ. Bởi vì trong cái khoảng thời gian mà bạn ấy vừa uống rượu và bạn ấy cũng vừa uống rượu mà vừa cai. Mà con hề lại có cái khoảng cái skill mà gọi là phi tên lửa nữa. Đó. Sống sót được đến tận 4 máy mọi người biết là cai như thế nào rồi. Nhưng mà không, trên trời cử xuống một thiên thần tên là Nỏ Tân. Mắt đỏ đã quăng 500, trời ơi.
mình rất là trân trọng, kiểu rất là biết ơn, cũng như là kiểu ngưỡng mộ những cái bạn vô rank mà cay khủng khiếp luôn. Có những trận mà thôi ôi rồi ôi, năm máy còn nguyên, mình sửa máy xong mình thấy quay lại thấy hai người gục, ba người gục. Xong cái tôi cũng chạy ra, tôi ngồi xuống luôn, Hunter muốn làm gì thì làm, muốn đánh, muốn đấm, muốn giết, muốn chém gì thì làm luôn đi. Rồi cuối cùng nó có tha cho mình hay không thì vạn sự tùy duyên. Mình cũng không có biết thực sự. Rồi có những cái trận đấu thì cũng rất là buồn cười, kiểu đồng đội cái rất là hay, tưởng Hunter gà bắt đầu bu ra Hello Kitty emote giấy dáng, rồi ngồi đứng lên ngồi xuống, rồi thả 7749 cái skill, máy thì không sửa. Đó. Cứ nghĩ Hunter gà xong bắt đầu là còn đúng một máy cuối, cuối cùng không ai sửa chê, thế đâm ra là thua. Buồn, nhiều khi buồn dã man luôn. Mặc dù là mình chủ yếu đi rank để lấy 3 trận một ngày để lấy cầu thôi, nhưng mà tuy nhiên nó thắng thì vẫn muốn thắng. Giờ coi phải binh cậu tự lo liệu đấy, lo đi chứ giờ có gì tôi sang tôi phụ chứ giờ sao giờ. Từ từ nha, để mình đi cứu binh vậy thôi, nhưng mà trong lòng thì người ta vẫn tốt bụng lắm nha. Rồi giữ một cái que để lát nữa còn dùng. Rồi đi đi, đi đi em yêu. Rồi cứu tiếp, cứu tiếp, cứu tiếp. Nó đang mê bé gái, nó đang mê bé gái. Đừng bắn nữa. Rồi chạy đi, cố lên. Trời ơi. Ủa không, không có đuổi mình nha. Tham, tham. Yêu đi ca bồi ơi. Gì vậy? Không, 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 má thôi má. Còn 15 giây nó hết mắt đỏ. 10, 9, 8. Trời ơi, chắc tập quạt vô quần mày quá. 4, 3. Ca bồi tự heal rồi. Ca bồi đâu không biết. Vậy là thoát 3 này. Đây, 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 để phụ cho một cái que nè. Ôi, vô được luôn rồi, ok. Hí. Yeah. Yeah, yeah, thắng rồi, thắng 4 luôn rồi. Hồi hộp kinh khủng luôn á. Bye bye, bạn Sáp nha. Rồi, mình cứ nghĩ trận này lại, lại hòa hoặc thua. Hồi nãy lo, không có sửa kịp máy các thứ nữa. Và chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau nha. 42.000 điểm luôn. Vàng chóe luôn đó mọi người.